Cô Hai Thương chào cả nhà một buổi sáng mùa thu thật là đẹp trời. Sau cơn mưa một đêm thì sáng mai trời rất là mát mẻ luôn cả nhà. Và ta có cảm giác se lạnh nhé cả nhà. Se lạnh, cảm giác se lạnh rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Giống như kiểu mình đang ở Đà Lạt á. Hơi lành, và cảm giác yên tĩnh như mình đang trở về quá khứ ngày xưa. Mình đang được trở về ngày xưa cả nhà. Ngày xưa nếu muốn đến ngôi trường này học vào một buổi sáng sau cơn mưa rừng buổi tối á, thì cả đêm gần sáng ngủ thao thức vậy đó cả nhà, để sáng mai dậy ôn bài để xách cặp đi học thì có cảm giác đang ôn lại tuổi thơ cả nhà. Nếu được đến mái trường học buổi sáng thì thao thức lắm, vì là sợ sáng mai nước lũ dòng suối có to không, rồi có lội qua được suối không. Nói chung nhiều cái lo lắm. Tuổi thơ ngày xưa có những cái lo nó dễ thương lắm cả nhà. Nhớ lại những kỷ niệm xao xuyến trong lòng. Cô Hai Thương quay cái clip này chắc các con cũng có tâm trạng như cô Hai đúng không? Bây giờ trường đẹp lắm rồi, không phải như ngày xưa là có cảm giác là không biết lúc tối mưa to thì cái chỗ ngồi của mình có được tốt không? Có được khô không? Hay là bị nhà dột, ấy, nhà tránh dột, rồi có được ngồi chỗ khô không? Hay là ướt đó cả nhà? Cho nên là cảm giác ngày xưa một người học trò ngày xưa dưới mái trường này cách đây khoảng 40 năm về trước á, thì không biết là nó như thế nào, mà cảm giác ngày xưa là cả một trường học là cột cờ là làm bằng tre rừng, chọn cái tre rừng cao nhất thẳng nhất để làm cột cờ. Sau đó là những mái nhà, những dãy nhà mái tranh được các phụ huynh cất lên để làm nhà học cho chúng mình. Thì cảm giác sau cơn mưa như thế này á thì không được như bây giờ, là tâm trạng đêm là ngủ là cứ lo là không biết sớm mai lớp của mình có được khô ráo để học không, rồi bục giảng của thầy cô có được khô để cô thầy đứng trên bục giảng không, vì là nhà dột đó cả nhà, rồi bức tường thì là bằng nói chắc thế hệ này của các con em chưa hiểu được, nhưng chúng ta thế hệ bao thế hệ trước của chúng ta thì sẽ nhớ mãi những kỷ niệm xưa, là những bức tường của lớp á thì từ tay chúng mình trét lên, nhào rớm với lại bùn đất của núi rừng, rồi một ít nước của dòng suối trước trường lấy vào để trộn nhào đất với rơm để rồi là bàn nào mà gần rừng nhất thì đưa nửa đi để làm cái phần bên trong á. Phần như kiểu là như bây giờ là ta làm khung sắt đó, nhưng ngày xưa làm khung tre nữa, khung nửa rừng cả nhà. Thế là mình
cứ buộc lấy 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 lạt nữa đó rồi đang sánh đó đang dẻo đó, thế là buộc buộc lấy làm khung rồi là tất cả các bạn trong lớp rồi cùng cô thầy trong lớp là sụm lại gọi là lao động trét tường đó, thì ngồi cho ấm mỗi khi mùa hè đã qua, mùa đông mùa thu và mùa đông này đã đến đấy thì lành lắm cả nhà. Cũng có khi là đêm như thế này mưa rất là dột đó. Thế là nó sập luôn cái bức tường đất đó thì là sợ mái cả lớp ngồi rất là lành luôn cả nhà, dọ vào rất là lành luôn. Ngày xưa áo ấm cũng không có nhiều, đâu có nhiều áo ấm. Nhà mình thì ba mẹ đang sắm cho tương đối đầy đủ áo ấm chứ đôi bàn đâu có, thế là lành lắm là cả nhà, lành lắm. Ngồi gió sẽ ngồi học sẽ lành, rất là lành luôn, rất là lành luôn, cho nên là rất là thương luôn cả nhà. Rất là cảm động. Những người bạn đã đi xa lắm rồi nhưng có lẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp vì là kỷ niệm khổ đó cả nhà. Khổ và đẹp lắm. Có lẽ mãi mãi rất thương, rất nhớ các thế hệ đi trước của trường dân tộc bán trú Lời Lạc này. Bao nhiêu chục năm về trước thì kỷ niệm rất là đẹp luôn cả nhà. Kỷ niệm rất là thương, rất là mến, rất là nhớ nhung và xao xuyến trong lòng lắm cả nhà. Xa xa những cái dãy núi mờ mờ đó là sương cả nhà, sương sương trắng luôn, mờ mịt cả dãy núi hùng vĩ sau dãy bên kia suối là nếu mà trời quang mây tạnh thì thấy các dãy núi rất là rõ. Nhưng bây giờ thì cả nhà thấy đó, thấy rất là mờ. Dãy núi tuy gần nhưng mà rất là mờ vì độ ẩm mới mưa xong qua một đêm thì sương nó rất là nhiều luôn cả nhà. Sương nó rất là nhiều luôn cả nhà. Sương rất rất nhiều luôn. Sân thể dục của nhà trường cả nhà. Sân thể dục của nhà trường rất yên tĩnh luôn cả nhà. Ừ, con đi học sớm rồi hả? Đi học ổn à? À, vô đi. Đó, để xe sau nữa. Thích hay. Trường mình vừa rộng vừa đẹp. Đó, các con đi lao động, đi đến thăm trường. Mãi trường xưa thì vẫn là mãi kỷ niệm ký ức xưa vẫn còn đó với bao thế hệ đi trước cả nhà, kỷ niệm đẹp và thương nhớ tất cả những thầy cô, các bạn bè rồi các bao thế hệ đã được từng làm việc và sinh sống và học tập ở mãi trường thân yêu này. Nhớ lắm các thầy cô, nhớ lắm các bạn bè, nhớ lắm các con em đã được học, con em thân thương của chúng ta đã được học dưới mái trường này. Chào cả nhà nhé, cô Hai thương chào cả nhà nhé. Buổi tập thể dục của cô Hai cũng đã tạm dừng vì là cũng đã đến giờ cô Hai thương về làm việc rồi. Chúc cả nhà một buổi sáng thứ sáu hôm nay ngày 26 tháng 8 thật là vui. Chuẩn bị đón ngày lễ mùng 2 tháng 9 tuyệt vời nhé. Cô Hai thương chào cả nhà.